Xin chào anh em, tôi làm dầu đây. Chào mừng anh em quay trở lại với làm dầu studio. Hôm nay tôi sẽ có một cái bài mà đi review mở hộp cho anh em về một thiết bị, đấy là đồng hồ áp suất. Thì đồng hồ áp suất thì áp dụng trong công nghiệp cũng như là trong các ngành có liên quan đến việc mà anh em sử dụng bơm nước hoặc là khí hơi nén, thì là một cái điều mà anh em sử dụng, đó là một phần không thể thiếu được trong cái quá trình mà anh em sử dụng. Thì ở đây thì tôi cũng giới thiệu cho anh em một chiếc đồng hồ áp suất. Thì với chiếc đồng hồ áp suất này thì tôi sẽ sử dụng trong lĩnh vực của tôi, đấy là lĩnh vực mà phòng cháy. Thì phòng cháy là việc mà anh em sử dụng đồng hồ áp suất để điều chỉnh được cái công tắc áp suất là một điều không thể thiếu. Thì ở đây tôi có một cái sản phẩm này để giới thiệu đi cho anh em. Thì con này tôi mua bên ngoài thị trường, nó có mức giá đâu đó vào khoảng là 70-80 nghìn. Thì mặc dù là với cái sản phẩm này thì nó có nhiều loại sản phẩm khác nhau của nhiều hãng khác nhau như là Thái Lan, Malaysia này, Ấn Độ này, mà đặc biệt là Trung Quốc thì là khá là nhiều rồi. Hàng Việt Nam thì nó vẫn có nhá. Thì con này của tôi thì nó là của Trung Quốc thôi. Đồng hồ áp suất này, Lizzy này, đây là các thông số tiếng Anh này. Thế anh em cũng có thể là để ý một số cái thông số mà người ta đang ghi ở phía bên ngoài này để cho anh em được biết. Ví dụ như đồng hồ áp suất này, kích thước mặt kính này, của cái phần mặt kính là 63mm hay là 2.5 inch này. Chỉ số này, kg trên cm vuông này, BSC là các đơn vị. Còn cái chân gen ở đây là chân gen 1/4 nhá. Anh em lưu ý là chân gen 1/4, nên khi anh em lắp vào thì anh em phải có một cái lơ chuyển đổi. Bây giờ tôi sẽ bóc nó ra. Rồi, điều đầu tiên là anh em để ý nha, cái chân gen người ta cho anh em ở đây là cái chân gen 1/4 nhá. Thì khi mà mua thì anh em nhớ phải kèm theo cái lơ chuyển đổi ở đây. Thì con này đâu đó vào khoảng là đường kính D15, tôi cũng không nhớ chính xác đâu, hoặc là D10 gì đấy. Thì không biết là cái sản phẩm này là nó đi kèm vào trong một bộ, nhưng mà khi mà người ta bán cho tôi thì người ta lại bán riêng ra, tức là con này bán riêng này, cục này cũng bán riêng này, đây là cái đồng hồ này. Thì cái này anh em chỉ việc quăng vào này và lắp một cái phần ống chuyển đổi, anh em chỉ vặn gen vào là ok, là nó sẽ hoạt động như bình thường. Thì về màu sắc thì nó là màu đen. Trên đây là mặt kính này, ở trên này mặt kính này nó có cái đường kính là 63mm theo đúng cái thông số của nhà sản xuất người ta cho, 2.5 inch. Và con này của tôi đang có cái chỉ số cao nhất là từ 0 đến 15, 15 là kg trên cm vuông. Thì như thường thường anh em kỹ thuật thì người ta hay đọc luôn là bao nhiêu cân, ví dụ như 0 cân, tức là cái vạch màu đen nhé. Cái vạch màu đen thì người ta có cái đơn vị này, kg trên cm vuông nhé, anh em để ý cho tôi. Còn cái vạch màu đỏ, tức là BSI, thì thường thường là những cái đơn vị này là bên phòng cháy thì anh em nó không đọc, nhưng mà đa phần là đọc cái đơn vị ở phía đầu này, tại vì là nó nhanh hơn. Tất nhiên là anh em đọc đúng thì nó là một cái ok thôi, nhưng mà khi mà thực tế anh em đi ra ngoài, anh em đi làm công trường ấy, thì người ta đọc làm sao cho nó nhanh, nó dễ hiểu. Mặc dù là đọc thiếu, là đọc sai thì cái đấy là chấp nhận rồi, nhưng mà thế chúng tôi làm thì gần như là chỉ cần đọc là bao nhiêu cân, tức là phần kg này, chúng tôi đọc cân. Mặc dù đọc như thế là chưa thật sự là chính xác, nhưng mà khi mà đọc ra thì gần như anh em nào cũng hiểu. Và nó có cái chỉ số từ 0 đến 15kg, được chưa? 0 đến 15kg, đúng ra phải đọc là kg trên cm vuông thì lại mới chính xác. Đây là đồng hồ áp suất từ 0 này, 0 cân này, 3 cân, 6 cân, 9, 12, 15. Còn số lượng kg hay là cái phần áp suất của nó yêu cầu là cái trong cái đường ống nó như thế nào ấy, đấy là tùy thuộc vào cái công trình của anh em. Ví dụ như anh em muốn lên 25 cân thì anh em phải lựa chọn là cái đồng hồ 25 cân thì nó mới đảm bảo. Nếu mà anh em chọn cái số kg nó nhỏ hơn so với lượng thực tế anh em làm, mà anh em lắp cái đồng hồ này thì nó vẫn hoạt động được, nhưng mà nó sẽ không hoạt động tốt và có thể là gây hư hỏng. Và có thêm một cái điều nữa mà anh em cần phải lưu ý cho tôi khi anh em lắp đồng hồ đo áp suất. Tất nhiên là anh em lắp những cái đồng hồ nó có giá thành cao hay là đồng hồ dầu thì tất nhiên là chất lượng thì nó sẽ phải khác rồi. Còn với những cái đồng hồ nó có chất lượng, nó ở mức giá tầm trung nó như thế này, thì anh em cũng không thể nào anh em đòi hỏi được hơn là về cái chất lượng. Xong thì cái việc mà anh em cắm trực tiếp vào đường ống thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là cái kim này nó sẽ luôn bị rung,
đúng không? Nên khi anh em lắp đặt thì anh em nên bổ sung thêm cho tôi một cái ống si phông hoặc là một cái thiết bị chuyên dụng để đảm bảo cho cái việc mà cái kim đồng hồ này nó không bị rung, để kể cả khi mà anh em cài đặt thì nó cũng dễ dàng hơn so với lại cái việc mà anh em cắm trực tiếp. Đấy là những cái mà anh em cần phải lưu ý cho tôi, tức là anh em không nên là cắm trực tiếp vào bơm, tức là trên đường ống thì anh em, nếu mà anh em càng để gần bơm thì cái kim này nó rung càng nhiều luôn, mà rung nhiều thì cái phạm vi sử dụng cũng như là cái quá trình sử dụng sau này nó sẽ nhanh hỏng hơn. Đấy là tùy thuộc vào cái yêu cầu của anh em, nên khi anh em lắp thì anh em nhớ lắp thêm một cái ống si phông hoặc là một cái thiết bị chuyên dụng để cho cái việc mà khi có áp suất cao thì nó tránh cái hiện tượng là cái kim rung lắc, để đảm bảo độ bền vững trong cái quá trình hoạt động sau này của đồng hồ đo áp suất, thì làm như vậy thì nó sẽ hay hơn. Và anh em nhớ làm thêm một cái van khóa ở phía trước của cái đồng hồ đo áp suất này, tại vì là khi mà anh em đã đi vào hoạt động, đã đi vào sử dụng rồi thì khi nào dùng thì anh em hẳn mở ra, nếu mà không thì có thể là anh em tắt đi cũng ok. Đấy là tùy thuộc thôi nhá, đấy là tùy thuộc theo cái yêu cầu sử dụng, cũng không phải nhất thiết theo cái quan điểm của tôi. Thì đây tôi chỉ có thể là tôi tư vấn, tôi giới thiệu cho anh em về cái thiết bị này. Thì ở trước đồng hồ đo áp suất này thì thực ra thì nó cũng không có quá nhiều thứ để mà đi review cho anh em, chỉ để là giới thiệu cho anh em về một chiếc đồng hồ đo áp suất có cái đơn vị từ 0 đến 15 kg, tức là cái giới hạn lớn nhất của nó có đơn vị là kg trên cm vuông. Ngoài ra thì có đơn vị thứ hai là BSI, thì nó có tối đa từ 0 đến 200 nhá. Thì anh em cũng có thể là anh em để ý này. Thì thường thường là chúng tôi chỉ đọc mình cái đơn vị màu đen thôi, thì đọc như vậy nó vừa ngắn hơn, mà cái kg nó nghe đọc thì nó có vẻ là nó dễ dàng hơn so với việc mà anh em đọc cái đơn vị kia. Thì thường thường là khi anh em tính toán thì cũng chỉ là để cái đơn vị thứ nhất, đấy là tùy thuộc vào cái yêu cầu công việc mà có thể anh em làm nó như thế nào. Rồi, buổi review của tôi đến đây kết thúc, thì anh em thấy hay nhớ like và subscribe cho tôi. Xin chào.